Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Phước Sửu có mặt tại dự án Selectorite, là một dự án căn hộ của chủ đầu tư Keppoland xây dựng và bàn giao cho khách hàng vào những tháng sắp tới. Vị trí của dự án nằm trên cung đường Nguyễn Hữu Thọ và do tập đoàn xây dựng Hòa Bình thi công. Và dự kiến căn hộ này sẽ được bàn giao 2 tháng sắp tới, với rất là nhiều tiện ích và mảng xanh tại khu vực Nhà Bè, hứa hẹn sẽ là một trong những dự án thu hút rất là nhiều cư dân về sinh sống, với nhiều cụm tiện ích 3 dãy hồ bơi Olympic với hồ bơi resort và hồ bơi trẻ em, cũng như là tiến độ đang được khẩn trương thi công bằng phần chống thấm cũng như là hệ thống lọc nước phía trước. Và chúng ta có một dãy mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ với 34 căn shop, một trệt một lầu, cũng như dãy clubhouse với thiết kế 3 tầng là 1.500 m², được xem là một clubhouse lớn nhất tại khu Nhà Bè, với diện tích sàn tại khu Nam này là gọi là bậc nhất ha. Tại vị trí này sẽ bố trí rất là nhiều tiện ích như thể dục và thể thao, phòng gym và những cái phòng chiếu phim dành cho gia đình. Và bây giờ là mình vào bên trong thì sẽ có rất là nhiều cái nhà khu vui chơi dành cho trẻ em, tiện ích theo nhiều mùa khác nhau và tiện ích thể dục thể thao như yoga nè, và những cái tiện ích cho cư dân khi mà sở hữu sản phẩm này. Với dự án này thì có hai mặt tiền đường, một mặt tiền là mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ là hướng đông bắc, và mặt sau nhìn về dự án Thái Sơn của Bộ Quốc phòng. Dự án có 5 tháp là từ T1 đến T5, và trong 5 tháp này thì có 2 tháp bàn giao hoàn thiện và 3 tháp sẽ là bàn giao thô. Như mọi người đang nhìn thấy thì chủ đầu tư đang gấp rút thi công những cái phần còn lại về tiện ích. Bên trong thì tất cả các căn hộ gọi là bàn giao hoàn thiện thì cơ bản như đã được hình thành rồi, thì sẽ là bàn giao cho quý khách anh chị khách hàng và trong khoảng 2 tháng tới. Rất là nhiều cái tiện ích, và đặc biệt là dọc theo cái cung đường Nguyễn Hữu Thọ thì của Keppoland sẽ có khá nhiều cái phân khu khác nhau như Selecta hay Selecta Gold, Selecta Avenue và một số cái dự án Selecta thấp tầng nhà phố sắp tới được triển khai. Dự kiến sẽ là một chuỗi dự án Selecta City được phát triển đồng bộ của chủ đầu tư Keppoland tại khu vực Nam Sài Gòn. Hứa hẹn là một dự án cực kỳ hấp dẫn để cho quý vị đầu tư. Hiện tại Phước Sửu có khá nhiều căn hộ được giao bán chuyển nhượng với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Quý vị cần thêm thông tin về dự án này để đầu tư và sở hữu để ở, hãy liên hệ ngay cho Phước Sửu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.